Xin chào các bạn Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái Một số các cái câu hỏi Mà các bạn sinh viên Các bạn học sinh Đặt ra các cái câu hỏi Vậy thì tất cả các cái câu hỏi mình sẽ hướng dẫn các bạn Mình sẽ chia sẻ với các bạn Không chỉ là quá trình học đồ họa Mà có thể là định hướng Một số câu hỏi trước thì mình cũng đã trả lời Ví dụ như là sao nhỉ năm uh, bước cải thiện tư duy đồ họa Hoặc là uh, Có một số bạn cũng có hỏi cái Câu hỏi là học thiết kế đồ họa ra làm gì Thì mình cũng đã làm các cái video chia sẻ Ở uh, trên đây đó Thì cái này là cái mới Hoặc là gần đây nhất có một số bạn thì Nhờ mình đề nghị làm cái gì nhỉ uh, Cái bài hướng dẫn của Lab 6 Môn Photoshop Epoly Thì mình cũng đã làm một cái bài hướng dẫn Của môn Photoshop ở đây Thì các bạn có thể xem Vậy thì uh, chủ đề hôm nay là gì đó, chủ đề hôm nay là gì thì cái chủ đề hôm nay là học đồ họa ở hệ đại học hay là tự học Đó. thì đây là một cái câu hỏi khá là chăn trở thì mình có làm một cái slide mình có làm một cái slide mình hướng dẫn mình có làm một cái slide mình hướng dẫn thì các bạn sẽ cùng mình xem cái slide nhé mình làm một cái slide bởi vì tại sao mình làm cái slide bởi vì có thể mình nói nó sẽ không Hết được ý, có thể ý nhớ, có thể là ý nó chưa chính xác Thì mình làm mình ra một cái slide Thì các bạn sẽ cùng mình uh, uh, triển khai, cùng mình xem nhé Rồi, vậy thì đây là cái slide mà mình tạo ra của cái buổi hôm nay Vậy thì học đồ họa là gì? Học đồ họa chọn hệ đại học hay là sao nhỉ? Hay là hệ tự học Đúng không? Thì chọn đồ họa à, Xin lỗi uh, Chọn hệ đại học hay là hay là tự học thì đây là một cái câu hỏi mà sao nhỉ một cái câu hỏi khá là chân trở vậy thì uh, mình xin phép là sao đi vào từng bài một từng đoạn một đúng không vậy thì uh, có nhiều bạn đặt ra cái câu hỏi là nếu không đỗ đại học thì sao tự học đi ra được không ạ hoặc là học đại học khác với tự học ở chỗ nào uh, thì mình uh, xin trả lời ngắn gọn là không đỗ đại học thì các bạn có thể tự học thiết kế được đúng không ạ Đấy, mình khẳng định là các bạn có thể tự học thiết kế được còn học nó như thế nào thì các bạn sẽ xem tiếp đúng không ạ học hệ đại học khác với hệ tự học ở những chỗ nào thì bây giờ chúng ta cùng vào nhé cái góc độ khách quan ấy, góc độ khách quan ấy đúng không ạ ở đây cái góc độ khách quan thì uh, có rất là nhiều design giỏi đúng không ạ? nhưng không phải làm sao nhỉ design nào cũng học đại học và cũng có rất nhiều làm sao nhỉ đi dai giỏi à đi dai không giỏi Đúng không? mà học đại học đó chúng ta hiểu hai cái vấn đề có rất nhiều các bạn học xong thiết kế đồ họa ở hệ đại học nhưng mà các bạn làm chưa chắc đã giỏi bằng những bạn làm sao nhỉ những bạn không học đó và có những, có những bạn thì không học đại học nhưng mà rất giỏi đây là cái đấy là cái mà chúng ta mình khẳng định với các bạn là trên thị trường có như thế và mình đi làm cũng rất là nhiều mình đang nói mình là chia sẻ với các bạn với tư cách mình là giảng viên của một của trường cũng khá là có tên tuổi Đó. các bạn xem nhiều các cái video của mình hoặc là vào các cái kênh của mình thì các bạn biết là mình đang là giảng viên của trường nào vậy thì tự học với lại hệ đại học nó khác nhau ở chỗ nào đúng không ạ thì mình chia sẻ tiếp từ cái hệ đại học ấy nó có một cái số lưu ý thì cái bằng cấp nó hơn nhỏ cái bằng cấp bằng cấp là gì mà khiến cho mọi người phải bận tâm lựa chọn đó thì với cái hệ đại học ấy thì cái bằng cấp cái tấm bằng là một cái phương án mà khá nhiều người lựa chọn tuy nhiên làm sao nhỉ khi lựa chọn các cái phương án hệ đại học ấy thì bạn phải thật sự là kỹ cả đúng không ạ bởi vì nó có nhiều yếu tố ở một số trường thì cái vấn đề chi phí là rất là lớn ví dụ như là tiền học phí thì không nhiều đâu nhưng mà tiền in bài tiền máy tính và tiền học ngoài chẳng hạn học ngoài đây mình nói là học công cụ nhá học công cụ học tư duy ở trường hệ đại học thì người ta đào tạo về cái góc độ tư duy góc độ tư duy là rất là nhiều nhưng mà máy công cụ là người ta không đào tạo nhiều một số trường bây giờ mới bắt đầu đào tạo công cụ nhé ví dụ trường uh, mỹ thuật công nghiệp chẳng hạn là cái phần đào tạo công cụ là rất ít nhưng đào tạo tư duy là rất là nhiều cho nên uh, các bạn sẽ nếu mà học một số trường đấy sẽ phải học bên ngoài học bên ngoài rất là nhiều hoặc là các bạn phải mua một cái máy tính cũng khá là cao đúng không ạ máy tính khá là... và cái tiền in bài thì nói thật với các bạn là rất nhiều tiền đúng không ạ đấy là cái hệ đại học nhé. chúng ta có những cái phần mà lưu ý là ở đây thì à, mình lấy một cái ví dụ như là ví dụ như hệ đại học kỹ thuật công nghiệp mà mình vừa nói ấy. ngoài tiền học phí cho các bạn thấy làm sao tiền mua màu này tiền mua màu rất đắt nhá tiền mua giấy tiền mua bút bút lông ấy. cái bút lông ấy. bút chì ví dụ bút chì 5 b nó cũng khá là tốn tiền đúng không ạ à, học là máy tính hoặc là các bạn học có thể học các cái môn công cụ ở ngoài học ở ngoài nhé học với cái ngành đồ họa ở một số trường lớn thì người ta sẽ mất khoảng 4 đến 5 năm để hoàn thành và mình có thể chia sẻ là không chắc các bạn ra đã có được một cái công việc ổn định. Mình phải chia sẻ thật. Nhiều bạn học đại học ra nhưng mà nếu mà học lơ mơ thì vẫn ra trường thất nghiệp như bình thường. đó Thì chúng ta cũng hết sức là chăn trở cái việc đó. Cho nên là khi mà các bạn làm ấy, lưu ý. Rồi, vậy thì lý do là gì? Đúng không? Lý do mà mình vừa nói thì với cái nhịp độ phát triển của thị trường bây giờ đúng không ạ? mà khi mà các bạn ra trường thì cái sức cái cái cái, cái sự cạnh tranh nó khủng khiếp đúng không? các các bạn không chỉ cạnh tranh với chính các bạn trong trường trong lớp mà các bạn còn cạnh tranh với các trường khác hoặc là các bạn còn cạnh tranh với các quốc gia khác. Mình ví dụ như cái trường mình đang dạy chẳng hạn là trường cao đẳng F thì một năm tuyển ba lứa và mỗi một lứa thì khoảng đâu đó mỗi một thầy đang dạy khoảng tầm 1.000 sinh viên mà cứ cho mình sơ sơ mỗi một lứa khoảng 10.000 sinh viên đồ họa thì các bạn biết là một số rất khủng để cạnh tranh với nhau và nếu như các bạn không thực sự giỏi ở trong cái cái môi trường đó thì các bạn sẽ vì sao các bạn sẽ được ở lại đúng không ạ các bạn sẽ không thể cạnh tranh được đó. thì nếu mà chúng ta không ấy được thì cái cuộc đuôi của chúng ta sẽ bị dừng và các bạn sẽ học không tốt thì lúc em sao nhỉ cái kiến thức của các bạn nó sẽ bị bị hụt đúng không ạ vậy cho nên là chúng ta phải làm sao nhỉ chứng minh được cái năng lực của bản thân đấy là cái mà các bạn lưu ý là rất là nhiều đúng không ạ vậy thì đại học là gì thực ra cái đại học này nó chỉ là một cái tấm vé này. cái tấm vé này để các bạn có thể vào doanh nghiệp đúng không ạ vậy thì nếu mà các bạn học đại học mà cái tấm vé của các bạn tốt ý, có nghĩa cái bằng khá bằng giỏi thì các bạn sẽ vào được cái cái môi trường nó tốt nhưng không chắc là các bạn đã làm tốt rồi nhé Đây mới chỉ là cái vòng vòng sơ khảo cái vòng đầu các bạn lọt chân vào được vào cái trường vào cái doanh nghiệp nhưng vào được các bạn làm được hay không thì đấy là một cái mà các bạn sẽ phải làm sao nhỉ? Các bạn sẽ phải chứng minh được cái năng lực bản thân của các bạn. Vậy thì nãy giờ mình đã nói về mình nói về hệ đại học và bây giờ mình nói về hệ tự học thì nó sẽ có những cái Uh, ưu điểm khó, kh khó khăn gì nào vậy thì tự học thì cái phần chi phí nó ít hơn rất là nhiều mà đôi khi mình phải chia sẻ thật là nó là miễn phí bởi vì các bạn có thể sao các bạn có thể học ở trên các cái youtube chẳng hạn đúng không ạ ví dụ như các bạn vừa xem cái youtube của mình mình chia sẻ rất là nhiều các bài về đồ họa đấy đúng không về rất là nhiều bài ví dụ như mình giảng bài nào thì mình đều chia sẻ trên đó thì các bạn có thể học đấy cho nên cái phần chi phí nó gần như là miễn phí nếu mà các bạn tự học tuy nhiên mình phải nói thật với các bạn là các bạn phải lựa chọn nhé các bạn phải lựa chọn đấy. thì tự học thì nó cũng có cái phần khó khăn đây này. cái phần khó khăn làm sao nhỉ các bạn có những cái khó khăn nhất định là tự tìm cái nguồn kiến thức các bạn phải tự kiểm chứng cái kiến thức và cũng như là tự chủ động hoàn toàn những cái phần kiến thức của các bạn vậy thì như các bạn xem trên cái YouTube của mình thì mình đã chia sẻ một khoảng gần 400 video, 400 bài dạy. Nhưng nếu như các bạn mà lan man các bạn chọn vào cái cái, cái video mà không đúng cái, cái môn đấy thì các bạn học hết 400 cái video có khi cũng mất 2 năm. Cho nên là các bạn phải chọn đúng hoặc là các bạn phải kết nối với một ai đó, đúng không? Thì với một người mới bắt đầu ấy, thì sẽ có những cái thách thức rất là lớn bởi vì sao nhỉ? Bạn chưa có được cái kiến thức để mà đánh giá được những cái thứ mà các bạn làm đã chuẩn chưa mình lấy một cái ví dụ như bây giờ các bạn để ý xem các bạn để ý nhé cái bây giờ rất là nhiều lên một số các diễn đàn là các bạn thiết kế một cái logo có 50.000 đến 200.000 vậy thì khi mà các bạn thiết kế một cái logo đó thì các bạn đã các bạn đâu có cái cơ sở gì mà để đánh giá được cái cái gì nhỉ đánh giá được những cái cái, cái chất lượng sản phẩm đó đúng không ạ vậy thì có những cái khó khăn tiếp theo ví dụ như các bạn mất nhiều thời gian để lấy hoay tìm những cái nguồn kiến thức đúng không ạ và nhiều khi các bạn bỏ cuộc bởi vì các bạn đang làm dở mà các bạn không tiếp tục kiên trì thì các bạn sẽ sao nhỉ các bạn sẽ bỏ cuộc và sao nhỉ có nhiều bạn thì không qua trường lớp tự học cũng trở trở thành một design giỏi cả trong tư duy vẫn lẫn công cụ thì đấy là một cái những cái bạn xuất sắc đúng không ạ ngược lại thì cũng có rất là nhiều bạn trải qua hệ đại học như mình lúc nãy mình nói nhưng mà công cụ và tư duy thì chưa chắc đã tốt Đó. thì cái này nó cũng rất là tùy từng người ở đây mình chỉ chia sẻ về cái góc độ mình mình nhận thấy thôi nhé mình không nói chung mà mình không nói riêng bất cứ ai Đúng không? vậy thì hệ đại học hay hệ tự học thì với góc độ của mình dù bạn có chọn phương án nào đi tiền nữa thì, thì, thì Ờ, các bạn cần phải học rất là nghiêm túc các bạn cần phải học mà rất là kiên trì để theo đuổi cái đam mê của các bạn đúng không ạ ở một góc độ của mình thì cái việc học đại học ấy là rất có giá dịch trị nhưng mà mình không nói là 100% nó hoàn chỉnh nó có cũng có những cái góc khuất riêng của các hệ đại học cao đẳng nó có những cái góc khuất ví dụ như các bạn nếu mà các bạn cũng giống như các bạn chọn người yêu thôi, nhỉ? các bạn chọn người yêu. Nếu các bạn chọn một người mà các bạn chưa tìm hiểu kỹ thì các bạn sẽ thiệt thòi hoặc là các bạn sẽ bỏ cuộc. Vậy thì một số các trường đại học cũng thế. Nếu các bạn chọn mà không đúng cái cái trường mà các bạn muốn hoặc là các bạn không đánh giá đúng cái năng lực, một là cái trường đó nó yêu cầu cao quá hoặc cái trường đó nó yêu cầu nó trình độ thấp quá thì các bạn cũng rất dễ là chán nản. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ một cái trường bây giờ rất là lớn rất là thịnh hành. Nhưng mà các bạn biết đó, Ở đấy nó yêu cầu các bạn dạy học bằng tiếng Anh Và các bạn học nó không chuẩn Rất dễ bị chán nản và các bạn sẽ bỏ cuộc Cho nên là các bạn lưu ý ở cái việc đó nhé Vậy thì Vài điều mà mình muốn chia sẻ ở cái hệ đại học mang lại Thì với cái hệ đại học ấy Thì cái môi trường đại học Thì kiến thức nó sẽ được làm sao nhỉ Nó được hệ thống và được soạn thảo kỹ cả nó sẽ được có một cái lộ trình từ cơ bản đến nâng cao giáo trình thì các bạn biết đấy nó sẽ được cập nhật và chỉnh sửa thường xuyên đó, theo cái xu hướng hiện đại bây giờ cho nên là các bạn học đại học nó có cái hay ở đấy và quan trọng là sao nhỉ cái kiến thức của nó thì để bao quát đúng không ạ nó giúp cho mình tiếp thu kiến thức từ đầu dần 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 nó theo một cái lộ trình ví dụ như là các bạn yếu phần nào chẳng hạn nó dạy từ yếu đến đến cao chẳng hạn đúng không ạ ở trường thì sinh viên không phải một số trường thì sinh viên không phải tự đăng ký mà sẽ sắp xếp lớp nếu mà một số trường dạy theo tín chỉ thì mình không nói thì các bạn sẽ phải đăng ký nhưng mà uh, nhiều trường uh, bây giờ vẫn đang dạy theo sắp xếp lớp bởi vì cái số lượng sinh viên nó ít một năm nó chỉ tuyển khoảng trăm rưỡi trăm rưỡi khoảng hai lớp thôi thì uh, với cái hệ đại học thì nó sẽ sẽ là lần lượt học lần lượt học theo thứ tự bắt đầu với những cái kiến thức căn bản như là uh, hình họa lịch sử mỹ thuật việt nam lịch sử mỹ thuật thế giới chẳng hạn đó thì đấy là những cái mà hệ đại học mà mình trải nghiệm vậy thì vài cái điều mà đại học mang lại ví dụ như là các bạn ấy, ban đầu thì ở góc độ của mình thôi nhá mình không nói chung góc độ của mình thì với cái phần lý thuyết căn bản thì rất là nhàm chán bởi vì cái lúc đó thì tất cả các bạn sẽ không thể nói riêng mình thì các bạn học cái phần lý thuyết ví dụ mình nói đơn giản là lịch sử mỹ thuật Việt Nam chẳng hạn, học trả hiểu cái gì cả. Đúng không Nhưng mà dần dần thì các bạn sẽ uh, trải nghiệm và các bạn sẽ thấy nó thấm khi mà các bạn làm đó. Đúng. Không? sau này thì mình mới thấy là các cái kiến thức nền tảng và cơ bản nó rất là hữu ích. Nó rất là hữu ích. Và khi mà nắm rõ các kiến thức nền tảng ví dụ uh, mỹ thuật và đồ họa thì các bạn mới ứng dụng trong cái bố cục, trong cái màu sắc nó tốt hơn được rất là nhiều tiếp tục của ví dụ như là sao nhỉ? Nếu mà các bạn nắm kỹ được cái cái bố cục chẳng hạn, mình có có chia sẻ một cái video về bố cục ấy thì các bạn sẽ kiểm soát được cái nguồn sáng, bố cục, ví dụ uh, typography đúng không? Thì uh, nó đều là cái các cái kiến thức cơ bản nhất để áp dụng vào cho cái bài. Vậy thì nãy giờ mình đang chia sẻ về cái góc độ là hệ đại học. Vậy thì mình lại tiếp tục quay trở lại cái phần tự học. Thì cái phần tự học ấy nó sẽ có cũng có những cái khó khăn cho bạn đúng không? trong việc ví dụ như là tự hệ thống kiến thức các bạn học cái gì trước học cái gì sau hoặc là lộ trình như nào đúng không? bạn sẽ không biết phải nên học cái gì chẳng hạn, Hiểu? và đôi khi nó không có cái phương hướng. vậy thì nhiều khi các bạn không có cái phương hướng thì một vài cái kiến thức mà coi như nền nền tảng ấy thì các bạn lại chán các bạn bỏ qua. ví dụ bây giờ các bạn đang xem cái video của mình ấy chẳng hạn các bạn có khi chỉ xem đến 5 phút thì các bạn chán, các bạn lướt đúng không ạ? À, hoặc là có một cái video về uh, 5 cách cải thiện tư duy thẩm mỹ. Bởi vì các bạn là khi mà các bạn uh, học nhưng mà các bạn chỉ xem xong các bạn cũng không ghi lại. Đôi khi làm sao? Đôi khi các bạn sẽ bỏ qua nó, lướt qua bảo ôi ơi, ông này nói chán thế chả có cái gì à. Nhưng nhưng để mà ra được cái cái, cái kiến thức đó thì uh, mình đã chất lọc rất là nhiều. Các thầy cô khác cũng thế, những cái môn kiến thức cơ bản đều phải chất lọc, đều phải nghiên cứu thì mình cũng là một trong số giảng viên như thế. Đó, cho, nên, cho nên nếu mà các bạn xem các video mà các bạn tua nhanh ấy, thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ nằm trong cái ngưỡng mà uh, bỏ qua những cái phần đó. thì đôi khi nó sẽ bị lọt một số các cái kiến thức và uh, các bạn học các bạn sẽ lan man trong các cái chủ đề mà không nắm không 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 biết là chúng ta sẽ cần phải học những cái thứ gì. và với hầu hết ở đây mình nói là với hầu hết nhé, đó. với hầu hết thì uh, mọi người tại cái thời điểm khi bắt đầu thiết kế thì đều cho rằng là sao nhỉ chỉ cần học công cụ thôi chỉ cần học phần mềm giỏi là đủ đúng không và sao nhỉ nếu như bạn chỉ giỏi mỗi công cụ thôi thì mình nói thật với các bạn là chưa bạn chưa phải là một design giỏi Đấy. trước kia mình cũng học photoshop mình học illustrator mình về mình thiết kế mình sửa những cái nó và sau khi mình đi học và mình nắm được các cái lý thuyết những cái phần mà nguyên lý thì mình thấy làm sao nhỉ các cái thiết kế của mình thời điểm đấy mình làm nó còn thiếu hụt rất là nhiều đúng không? nó còn, các cái bố cục nó còn chưa chuẩn đó vậy thì tự học đúng không tự học thì như các bạn biết đấy, trước khi mình tự học thì mình cũng làm một số các sản phẩm như mình vừa nói đúng không nó chưa đúng cho nên là nếu như mà sao nhỉ các bạn mà tự học ấy thì các bạn có thể xem một số các cái video của nước ngoài hay ở Việt Nam chẳng hạn đơn cử như các bạn nhìn trên cái YouTube của mình mình đang chia sẻ đó thì mình đã làm gần 400 video mà mà giảng cho trường mình đang dạy nhá à, trường cao đẳng ép chẳng hạn đó thì toàn là những cái bài chất lọc toàn là những cái bài khó thì các bạn có thể tự học tự nghiên cứu đấy ví dụ như có những cái phần luật uh, sao gần ở bố cục môn photoshop môn Elixir, môn uh, UI UX chẳng hạn. Thì đấy là những cái cái mà kiến thức mà mình muốn chia sẻ ở trong cái phần đấy ở trên cái YouTube của mình. Vậy thì quay trở lại cái phần đại học là như nào? Thì uh, một trong những cái điều tuyệt vời nhất mà hệ đại học mang lại, đó là bạn không bị đơn độc trên hành trình của mình. Bạn bè cùng lớp chẳng hạn, đôi khi và tương lai sau này cũng là những cái thành phần rất là quan trọng trong cái quá trình mà các bạn học thêm đúng không ạ? Vì làm sao nhỉ? Mỗi một bạn trên lớp đều có những cái tư duy, đều có những năng khiếu khác nhau cho nên các bạn làm sao? Có thể học hỏi lẫn nhau. Và các bạn cùng lớp sau này biết đâu làm sao nhỉ? Có thể là đồng nghiệp hoặc là nếu mà các bạn nói mà các bạn nói vui chẳng hạn. Các bạn có nhiều vốn, các bạn có nhiều kinh tế chẳng hạn. Các bạn có thể tự lập ra một cái công ty. Và mình biết bây giờ có rất nhiều bạn sinh viên trường mình đã tự lập ra một cái công ty riêng về thiết kế. Uh, tiếp theo là cái tính cạnh tranh đúng không ạ vậy thì khi mà các bạn học ở trên trường chẳng hạn thì cái tính cạnh tranh rất là cao thì uh, các bạn có thể thấy rằng bạn bè của các bạn làm tốt điểm cao và các bạn sẽ quan sát và tạo ra cái động lực từ đó các bạn sẽ phát triển các bản thân ví dụ như bạn làm đầu án chẳng hạn người ta làm ở các điểm cao mà mình làm điểm nó thấp thì các bạn tự gato đúng không tự gato đúng không vậy thì ngược lại cái phần tự học thì nếu mà các bạn tự học thì góc độ của mình một số bạn như thế này thì nó sẽ như kiểu ếch ngồi đáy giếng ấy Đúng không? Bạn nghĩ làm sao nhỉ Làm như thế là tốt rồi Và chỉ có một mình mình Và không ai tham gia cùng Không có sự cạnh tranh Đúng không ạ Và lâu dần thì cái khả năng tư duy Cái khả năng thiết kế của, của bạn nó, nó sẽ chậm Và không còn nhận ra đâu là đẹp đâu là xấu Đây là cái góc độ mà mình muốn chia sẻ thật sự Thật sự đấy Đúng không ạ Ở trường thì sẽ có cái phần Gọi là nhận xét phê bình Đúng không ạ Nhiều thầy cô sẽ phê bình Ở trường ở trường của bạn sẽ được nhận xét nhận sẽ được phê bình các giảng viên đi trước các thầy cô sẽ phê bình và thầy cô nhận xét và sao nhỉ bạn bè giảng viên cũng có thể góp ý những cái phản hồi rất là tích cực và đôi khi nếu mà bạn làm chưa tốt chẳng thì những cái góp ý khó nghe dẫn tới việc các bạn làm sao nhỉ bỏ cuộc bởi vì cái tôi của các bạn quá lớn chẳng hạn mình nói một cái ví dụ như là mình đã từng chấm thi góc độ của mình chấm thi thì khi mà mình chấm thi đó thì cái bài nó quá xấu Có một bạn bài rất xấu Và khi bạn ấy Khi mình chấm thi xong thì buộc là sao nhỉ Phải để cho bạn ấy học lại Và bạn đứng dậy và bạn, bạn chửi luôn Đó. các những bạn như thế thì à, Dù học môn nào cũng vậy Cũng sẽ bị lại khỏi cuộc chơi thôi Bởi vì cái tôi của bạn quá lớn đây các thầy góp ý, các thầy góp ý để cho các bạn phát triển Thì bạn ấy lại nghĩ là các thầy không biết gì hay là gì đó thì không coi trọng bài của bạn. Nhưng mà cái chất lượng bài của bạn nó quá tệ dẫn tới việc các thầy cố buộc phải sao để cho bạn học lại. Đó. Vậy thì đấy là những cái học ở đại ở hệ đại học hay hệ cao đẳng nó có những cái khó khăn như thế. Các bạn làm không tốt các bạn sẽ bị các thầy cô góp ý và các bạn sẽ phải làm lại. Và nếu các bạn làm lại không tốt các bạn sẽ được học lại. Đúng không ạ? Thế còn tự học thì sao? Tự học thì làm sao nhỉ? Không ai góp ý cho bạn đúng không ạ? Bạn đi theo con đường của riêng bạn và đôi khi không bao giờ ra nhận được những cái phản hồi tích cực. Và nhiều khi các bạn up các cái bài lên Facebook chẳng hạn ấy thì có những người người ta vào người ta có những người xem, người ta không nói gì. Có những người xem người ta nói tốt. Có những người xem người ta nói không tốt. Nhưng ít người xem người ta dành thời gian cho các bạn để người ta nói ra nhỉ theo chiều hướng tích cực người ta góp ý cho các bạn đấy là cái tỷ lệ đấy là rất ít vậy thì dẫn tới cái việc mà bây giờ cái xu hướng bây giờ các bạn thiết kế các bạn lên một số cái diễn đàn free sensor ấy. các bạn thấy không sao các cái thiết kế bây giờ 500 à 50.000 à 50.000 đến 200.000 một cái logo rất nhiều đúng không ạ và những cái logo đấy thì xin lỗi các bạn cực kỳ xấu đấy là cái lý do tự học. Vậy thì mình thấy nhiều bạn, đấy là không không nói tất cả nhá, mình nói một số bạn đấy ạ. Thì mình thấy nhiều bạn làm ra các sản phẩm đầu tiên thì không ai nhận xét, nhiều bạn mang lên đăng ấy như người ta ý kiến này ý kiến kia chẳng hạn. Nó nhiều khi người ta không góp ý. Vậy thì điều này dẫn tới cái việc là một số bạn sẽ chán nản và bỏ cuộc, bỏ cuộc. Đó. nếu như mà các bạn tự học thì các bạn ở góc độ của mình các bạn nên tìm cho mình một người thầy hoặc một người đồng hành góp ý cho các bạn một cách trung thực thì từ đó các bạn sẽ làm tốt được. Đó cái quan trọng nhé, các bạn phải tìm được làm sao nhỉ? Phải tìm được một người thầy, một người đồng hành góp ý cho các bạn. Và nếu may mắn thì các bạn tìm được một người đi trước có nhiều kinh nghiệm mà sao người ta có tâm nhé, đặc biệt người ta có tâm thì người ta sẽ góp ý cho các bạn và từ đó các bạn sẽ rút ngắn lại cái thời gian và tránh được những sai lầm. Nhưng mình nói mình chia sẻ một chút ở đây ở trên cái góc độ cuộc sống bây giờ Thì để mà có một người bạn, có một người đồng hành góp ý cho bạn Thì ngược lại bạn cũng phải thế nào đó Thì người ta mới dành thời gian cho cái việc đó Góp ý cho bạn Ví dụ đi đơn cử bây giờ mình đang dạy một nghìn sinh viên Mình đang dạy một nghìn sinh viên và bây giờ Mình chỉ cần góp ý một ngày, góp ý cho khoảng 10 bạn thôi là hết thời gian chứ tính mình cần phải làm việc khác nữa. Đó. Cho nên đấy là cũng là một cái bài toán khó cho các bạn. Đã. Vậy thì ưu điểm và nhược điểm là gì của tự học là gì? Thì ưu điểm của hệ đại học như mình đã nói lúc nãy thì à, các bạn có cơ hội tiếp xúc được với những giảng viên có kinh nghiệm đi trước trong ngành, có kiến thức được à, hệ thống bài bản từ cơ bản đến nâng cao, có thể sao kết nối với các designer, các đồng nghiệp khác, à, có sự cạnh tranh à, và có những cái góp ý từ những giảng viên tốt ở đây tại sao mình mình đóng mở ngoặc chữ tốt ở đây thì mình muốn chia sẻ với các bạn là có một số trường bây giờ có rất nhiều giảng viên trẻ giảng viên 2000 có nghĩa vừa mới ra trường ạ vừa mới ra trường thì mình cũng phải, phải chia sẻ một cách thẳng thắn là ở những ngành khác thì mình không nói như ngành của mình ngành đồ họa thì chưa biết gì để mà dạy các bạn khẳng định với các bạn thì chưa biết gì dạy các bạn. Vậy thì nếu như mà những cái góc ý đó mà góc ý sai, thì các bạn sẽ sai cả một hệ thống, đúng không ạ? Hoặc là các bạn đó cái phương pháp giảng dạy nó chưa tốt thì các bạn cũng rất dễ chán nản. Bởi mình lấy một ví dụ rất nhiều bạn sinh viên comment với mình là thầy cô này thầy cô kia dạy chưa tốt. Thực ra thì nó cũng có nhiều cái góc độ. Có thể ngay kể cả mình thế đó, mình không chắc mình đã dạy tốt nhưng nó sẽ hợp với người này và nó không hợp với người khác cho nên là chúng ta sẽ phải làm sao nhỉ chúng ta sẽ phải phát triển cái cái kỹ năng luyện cho cái kỹ năng mà làm được tất cả mọi việc vậy vậy thì nhược điểm đại học là gì thì hệ đại học thì nó sao nhỉ nó tùy vào từng trường cơ sở tốt vật chất tốt nhưng có những trường học phí rất cao mình nói trước là học phí rất cao ví dụ như là tiếp tục là ví dụ như các bạn học thì mất đến 4 đến 5 năm mà đôi khi 5 năm chưa chắc ra trường nhé nếu các bạn nợ nhiều môn thì chưa chắc đã ra, ra trường đúng không ạ. Đôi khi như vừa giờ mình nói là gặp những cái giảng viên mà không đủ năng lực thì các bạn cũng sẽ cũng sẽ khó khăn đúng không ạ. Vậy thì ưu điểm tự học là gì? Các bạn đỡ tốn được cái chi phí đúng không ạ. Đôi khi mà còn miễn phí như mình nói. Có nhiều thời gian để va chạm với những công việc thực tế, lộ trình đôi khi chỉ một tới 2 năm bạn có thể học theo chỉ tốc độ mà bạn không bị gò bó bởi ai đúng không? đấy là những cái mà ưu điểm tự học. thế nhược điểm tự học là gì? không có phương hướng dễ bị lan man đúng không? và làm sao để không nghiêm túc đúng không? không nghiêm túc các bạn không nghiêm túc. đôi khi hôm nay thích thì học không thích thì mai học không thích thì nghỉ học đúng không? ạ? rồi làm sao không nắm được cái nền tảng? ví dụ bây giờ mình mình buổi tối mình cũng đang dạy ở một cái trung tâm đồ họa cũng khá là nổi tiếng nhưng mà cũng phải nói thật là trong 6 tháng mà dạy 4 môn thì cũng chỉ dạy được những cái phần cơ bản còn những cái phần định nghĩa của nó thì mình làm sao mà dạy được Đó. mình cũng chỉ định hướng được những cái phần nhánh ngắn nhất nhanh nhất thôi chứ cũng không thể nói được hết những cái phần cơ bản những cái phần luật những cái phần nguyên lý Đó. vậy thì tự học con xem, xem nhỉ có những cái phần góp ý không có những cái phần góp ý của giảng viên không có những phần góp ý của người đi trước đấy, đấy cái phần nhược điểm của tự học và làm sao nhỉ không có sự tin cậy khi người khác nhìn vào nếu mà cái sản phẩm của bạn không tốt ở đây mình nói là một cái ví dụ như là làm sao nhỉ à, cái câu cuối này, này nếu các bạn tự học mà các bạn đi làm đấy mang một cái sản phẩm đi xin việc ấy, thì các bạn biết là nó không có một cái tấm vé để cho các bạn đi xin việc vậy cho nên buộc lòng các bạn phải chứng minh được là các bạn làm thật tốt thì người ta mới nhận các bạn đúng không ạ? Vậy thì tóm lại là học đại học hay hay là tự học. Thì theo mình ở góc độ của mình đấy nhá, góc độ của mình thì bạn nên nếu có điều kiện bạn nên học cả hai vì mỗi một vị trí mỗi một nơi người ta sẽ dạy cho bạn làm sao nhỉ? cái kiến thức rõ ràng đúng không ạ? Bạn học ở trên trường thôi thì cũng chưa đủ. Bạn học trên trường thì bạn vẫn phải làm sao nhỉ? Vẫn phải học thêm ở ngoài. Vì ở ngoài nó ở các các bạn sẽ được trao dồi các cái kiến thức các cái xu hướng cập nhật rất là nhanh và nếu mà các bạn học ở ngoài thì sẽ được các bạn bè các bạn hướng dẫn rất là nhiều đấy vậy thì một số các cái phần hướng dẫn các cái phần trong các bài hôm nay thì mình sẽ tạm dừng và các bạn nếu có bất cứ một cái câu hỏi nào thì các bạn đừng quên là comment ở bên dưới hoặc là các bạn có thể chat với mình ở facebook nhé chat với mình facebook thì mình sẽ làm các cái video mình sẽ làm các cái bài hướng dẫn thì các bài hướng dẫn đúng không? Các bài hướng dẫn thì mình sẽ Mình sẽ up lên Youtube Mình sẽ up lên Youtube Nếu mà một số bạn tự học này Ở góc độ của mình nhé Một số bạn tự học thì các bạn bắt buộc sẽ phải học theo lộ trình Ở đây Ví dụ như là các bạn học đầu tiên là Photoshop này Các bạn học Illustrator này Các bạn sẽ học bì này Các bạn học UI UX này Các bạn học Premiere này Đúng không ạ Và có một cái cực kỳ quan trọng đó là môn nghệ thuật chữ các bạn cũng sẽ phải học lưu ý này và có một cái nữa đó là sao nhỉ luật xa gần và bố cục đúng không ạ luật xa gần và bố cục này các bạn cũng phải học này in design các bạn cũng phải học đúng không? đó rất là nhiều các cái kiến thức mà các bạn buộc phải học đó, thì các bạn nên là sao nhỉ những bạn làm sao tự học thì nên chuẩn bị cho mình một cái hành trang còn những bạn là sao nhỉ ờ, đã học chính chuyên ở một số trường thì mình nghĩ ở góc độ các bạn cũng nên cập nhật các cái kiến thức các xu hướng bây giờ. Đó. Thì khi mà các bạn xem các video nếu mà các bạn có câu hỏi nào thì các bạn đừng quên comment ở bên dưới. Vậy thì một lần nữa nhờ các bạn ấn vào nút đăng ký theo dõi nhé. Thì mình sẽ ra rất là nhiều các cái video. Thì các bạn có thể cập nhật, các bạn có thể chia sẻ. Và đây là mình chia sẻ lại là cái góc độ ý kiến của mình nhé. Nó có thể không đúng, nó có thể đúng, đúng không ạ? nhưng đấy là góc độ của mình vậy thì nếu các bạn có những cái, cái cái trải nghiệm là tốt hơn thì các bạn cũng có thể chia sẻ hoặc là comment vào để sao nhỉ chúng ta cùng phát triển rồi vậy thì một lần nữa chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào các cái video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các bạn